Xin chào anh em, đã quay trở lại với Bảo Ngọc và Minh Vũ Tech Review. Lời đầu tiên thì Bảo Ngọc muốn cảm ơn tới toàn thể anh em đã luôn theo dõi và ủng hộ Minh Vũ Tech Review trong suốt thời gian qua. Sau khi video top 10 phần mềm giả lập Android lên sóng đã được rất nhiều anh em viewer ủng hộ nhiệt tình. Tuy nhiên thì có một số câu hỏi phổ biến mà Bảo Ngọc nhận được, đó chính là phần mềm nào thì dùng ngon nhất, cấu hình như thế nào để mượt nhất và cấu hình máy em như thế này thì có dùng được giả lập không? Và tất nhiên rồi, hôm nay Bảo Ngọc làm video này để giải đáp tất tần tật các thắc mắc của các bạn nhé. Đầu tiên là câu hỏi phần mềm nào ngon nhất, mượt nhất. Theo như Bảo Ngọc đã trải nghiệm cũng như tham khảo từ nhiều nguồn từ BlueStacks và NoxPlayer thì là những phần mềm phổ biến và có hiệu năng tốt nhất. Với BlueStacks thì có lẽ không em nào không biết đến phần mềm này đúng không nào? Từ khi ra mắt cho tới giờ thì BlueStacks luôn nằm ở top phần mềm giả lập Android phổ biến nhất với những ưu điểm là giao diện dễ sử dụng, hiệu năng cao, dễ dàng tương thích với các dòng máy tính. Tuy nhiên thì có một chút nhược điểm nhỏ, đó là yêu cầu cấu hình khá cao. Còn với Nox thì yêu cầu cấu hình thấp hơn một chút so với BlueStacks. Tuy nhiên thì hiệu năng thì không bằng được BlueStacks đâu. Rồi một câu hỏi nữa cũng rất là nhiều bạn quan tâm là cấu hình như nào để dùng được giả lập. Bảo Ngọc sẽ lấy phần mềm BlueStacks ra để làm ví dụ. Bởi nếu máy của bạn đã sử dụng được BlueStacks thì các phần mềm giả lập Android khác đều không thành vấn đề. Theo như trong hỗ trợ của BlueStacks thì cấu hình tối thiểu để sử dụng phần mềm đó là hệ điều hành Windows 7 hoặc 10, CPU Intel hoặc là AMD. RAM thì tối thiểu 2GB RAM trống, có nghĩa là máy bạn cần có ít nhất là 4GB RAM trở lên. Lưu trữ thì 4GB trống trên ổ cứng, phải cập nhật đầy đủ các driver từ Microsoft hoặc là nhà cung cấp chipset. Còn cấu hình đề nghị cho các bạn đó chính là hệ điều hành Windows 10, CPU Intel Core i5-680 hoặc cao hơn với chức năng ảo hóa được mở trong BIOS. Các màn hình thì Intel HD 5200 hoặc là cao hơn, RAM 6GB hoặc cao hơn, lưu trữ thì trang bị ổ SSD là tốt nhất. Phải cập nhật đầy đủ các driver từ Microsoft hoặc là nhà cung cấp chipset. Nếu nhìn qua về cấu hình tối thiểu thì nhiều anh em sẽ nghĩ rằng là phần mềm này không hề nặng đúng không nào? Tuy nhiên thì so với thực tế, cấu hình này của các bạn sẽ phải cao hơn cấu hình tối thiểu khá là nhiều mới sử dụng được giả lập. Vậy nên là theo những gì Bảo Ngọc đã tìm hiểu và trải nghiệm thì mình xin đưa ra hai mức cấu hình tối thiểu dành cho laptop và PC. Với laptop thì cấu hình tối thiểu cần có là CPU i5 đời 5 trở lên, RAM 4GB, các màn hình Intel HD 5500 trở lên, đặc biệt là lưu trữ phải trang bị SSD 120GB trở lên. Và với PC là CPU i3 3220 nếu bạn có VGA rời hoặc là i3 4130, RAM thì 4GB và ổ cứng SSD 120GB, VGA thì phải là GT 730 trở lên. Và một lưu ý đặc biệt nữa ở trong video top 10 phần mềm giả lập Android, mình không hề nhắc đến Game Loop hay là Tencent. Tuy nhiên thì đây là hai phần mềm đang khá hot hiện nay. Ưu điểm của cả Game Loop hay là Tencent là được thiết kế để hỗ trợ tối đa cho các tựa game FPS như là PUBG Mobile, Free Fire hay là tựa game hot như là Liên Quân Mobile. Nhược điểm là giao diện thì khá khó để sử dụng, không phổ thông như BlueStacks hay là Nox và yêu cầu cấu hình cao hơn. Và vừa rồi thì Bảo Ngọc đã giải đáp thắc mắc phổ biến nhất của các anh em bằng những trải nghiệm cũng như tìm hiểu của bản thân rồi. Bởi đây chỉ là những cảm nhận của riêng mình thôi, nên nếu anh em có những ý kiến đóng góp nào khác thì đừng ngại ngần, không để lại comment ở bên dưới video nhé. Đừng quên like, share cũng như subscribe Minh Vũ Tech Review để ủng hộ chúng mình ra những video chất lượng tiếp theo. Còn bây giờ thì chào tạm biệt!